vò lên đây gì sớm đấy. Nhé. Ui giời. Gì đấy? Gì đấy? Khám đi thế thì có cái gì đâu. Chất dinh nước ở đây sao? Bò xì. Nóng rồi con uống nước nóng. Nóng con chè. Mày chưa thì chưa gì. Cuối tuần mày mày xem ai có thuốc thì mình chỉ cho mày, tao mất bao tiền này. À, mẹ mày chả bán thuốc à? Nhưng biết là mày em chưa được. Hỏi xem. Mày à? Xem có cái kiểu gì chưa được không? Tao thì giờ bó tay mãn tính kệ nó đi. Mỗi lần đi ăn cỗ là đều phải nói chung là lạc tránh rồi đó. Cứ bỏ giày là phát rồi cả quán nó chạy. Chế độ chua với thối rồi. Mắt tính rồi. Thế dùng kiểu gì? Là sốt á. À là lốt á. Thế trông không à? Thế anh rót vào cái lá gì? À vâng à. Sao? Em có cách rồi nhé. Cái gì? Mày mà chưa khỏi tao cho mình lương 2 triệu, không phải 3 triệu. Lương nha! Đi luôn, à? Làm việc luôn. Làm việc luôn á? Làm việc luôn. Cái gì? Làm việc luôn. Làm việc luôn ra. Đâu? Mày đấy, mày đi đấy, 2 triệu đang chờ trong tay mày đấy. À, bị sốt. Sốt sức. Mày có sức nữa đấy. Ui, mày có sức. Mẹ mày về chỉ gì cách gì mày biết. Sốt. Sốt nó mới khỏi à? Mày bơm nước vào. Cho nó cố sốt vậy. Bên này không đấy gì, không sức. Ai xóm đó. Ui, tao đi tắm cái này. Dấu à? Thế nó mới khỏi được chứ.
vẻ ổn phết đấy. Ổn gì? Không bị ra mồ hôi như mấy đâu. Nhưng mà tao phải thử lại đã. Không bị ra mồ hôi hay là chưa đáng đủ rồi. Chuyển thật là mấy chục năm nay vừa tìm thấy được. lên đi về nhanh. Anh cho đây rồi. Anh vừa nghĩ ra bị quyết này này lắm mày. Tươi lên chạy đi nhé. Mày anh chưa đủ. Ủa có đủ về anh cho về nhà anh nhiều lắm. Đây mày đây anh cục này này con chơi nách anh nguyện bị mấy năm nay rồi mà anh dùng anh mua hai hũ anh dùng mà cái này này thấy chưa công ty cổ phần này thấy chưa cái này ta làm mấy đời rồi đấy anh vừa tìm thấy được đấy phần hôi à không hôi trần hôi nát không dùng à ôi tao mua hai hộp vẫn dùng tao dùng khỏi rồi tao thưởng hộp tao về cho ma đại ca dùng thì cho em đấy ơi em chưa được khỏi không khỏi được tao bị hôi trần hôi nát này chưa khỏi rồi chưa được khỏi nhưng mà ca mẹ ca cho 2 triệu 2 triệu á nếu mà được đấy nếu mà khỏi á được 2 triệu cho anh làm chủ. Ơi gì đấy? Lại cái gì đấy? Phần hôi phần nhiêu gì đấy? Chị ơi chân kinh khủng quá đấy. Em vừa tình được vì chị chuyên đời. Hôi phấn à? Chị hôi nách hôi chân à? Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Cường Anh Authentic. Cái này là hơi bị đỉnh đấy. Ai được lấy của anh? Ai có bị hôi nách như anh đâu mà lấy? Trời ơi, người ta dùng hai ngón tay người ta lên và mình cầm ba tay. Mình cứ phải kia chứ mình phải bôi ấy thơm phết. Ấy, từ từ mà xem. Trời ơi. Ấy thật. Không bị nữa đâu. Bị lại thật chua. Bôi đúng là ngón chân nhỉ? Ừ, ta bôi hết. Là khú. Hết là chưa khú. Đây thơm hết. Không có nữa. Là tiền em mua đây. Là lúc nào khỏi tao giả hẳn 2,5 triệu tao mất bao nhiêu tiền thuốc rồi không khỏi được cái 2,550,000 đấy để em còn cho anh kia 50,000 không vấn đề đấy ở đó thì tao đi anh đi rắc cái bột này vào cái chỗ lúc nãy anh đi giày không có phải rắc vào giày không nhỉ cho cái rắc nó dày nó chắc. Em mua mặt đây rồi. Cô. Đá móng không? Đá móng. Đá đâu? Tao thể để tí cho đi dày. Em đá đâu chân? Dạ tao dạy. Không phải hôm nay nhá, có thể mẹ hôm nay lần đầu tiên là tao gọi là mặc tất đi vào uống rượu rồi đúng rồi. Ờ, hết hôi chân rồi.
Thật thế, gửi cho xem. Thôi. Đây. Thật đây. Đùa. Đây. Có biết này à? Đây. Gửi luôn rồi đây. Có gửi nét không? Chị em bảo. Ấy thật. Hết luôn hả? Ôi, vừa qua 2 hôm rồi hết sạch. 2 triệu. Hả? 2 triệu. 2 triệu gì? 2 triệu khỏi khỏi. 2 triệu tầm. Trả đấy 2 triệu. Được. 2 triệu đơn giản, nói chung là. À đâu, 2 triệu 550 nghìn. Sao lại 2 triệu 550 nghìn? Anh bảo em cho em 2 triệu rưỡi. Nhưng mà em lấy thêm 50 nghìn để cho anh kia nữa. Nói chung là tao một khoản được, tao cho mày thoải mái. Tao thề mày tao trước im, trước tao mất khối tiền rồi. Không khỏi bị hôi chân, hôi nách đâu. 2 này, 1 triệu này, 2 triệu này, 2 triệu rưỡi. Bo cho mày hẳn 500 nghìn đấy nhá. 50 nghìn nữa. Mày điên này, thế thì đưa đấy. Đấy, 2 triệu rưỡi đấy. Thế đưa cho này đấy. Đấy, bo hẳn, chừng này đấy nhá. Mày đưa thêm 50 nghìn để cho anh kia. Khôn như mày thì bao giờ mày chết. Ủa, em đi ăn kẹo đây. Chẳng qua nó khỏi thì tao cho mày luôn. Không phải nghĩ. Bây giờ em mua sách cho qua. Nhưng mà quả này được ấy. Nói chung là hiệu quả hơn mấy cái quả trước của mày. Mấy cái quả trước không ăn thua. Cái hả? Không quả tan qua bọn đâu. Bọn thứ ba là mới được đấy. Hoi hoi hoi, diệt trừ hôi nách, sạch bách hôi chân.